Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một bài thuốc dành cho những ai mà bị thiếu máu, người ốm yếu, suy nhược thần kinh. Bài thuốc này sẽ có 3 vị, đây chính là quả sim, kê huyết đằng và hà thủ ô. Và cái bài thuốc dùng để chữa thiếu máu, ốm yếu, suy nhược thần kinh này thì rất là đơn giản thôi. Cách làm như sau, dùng quả sim, hà thủ ô, kê huyết đằng phơi hoặc là sấy khô, đun nước uống với liều lượng là mỗi vị 15 g Và các bạn cứ đun nước uống hàng ngày như vậy sẽ rất là tốt cho người thiếu máu ôm yếu suy nhược thần kinh. Không chỉ vậy mà quả sim còn được dùng để chữa thiếu máu ở phụ nữ có thai cơ thể suy nhược bằng cách là dùng quả sim phơi khô, sắc uống với liều lượng là từ 10 cho đến 15 gram.